Từ xa xưa, Úc đã nổi tiếng với những loài động vật hoang dã không phải bản địa. Các loài gia súc được du nhập từ châu Âu hoặc châu Á, nhưng sau hàng thập kỷ sống ngoài tự nhiên đã hình thành quần thể gia súc hoang dã lớn nhất thế giới. Vậy, nông dân Úc đã làm gì để kiểm soát hàng triệu con gia súc hoang dã? Hãy cùng chúng tôi khám phá nhé! Nông dân Úc đối phó với hàng triệu con bò hoang như thế nào? Tại các khu vực trên thế giới, bò là vật nuôi chính để phát triển kinh tế tại các khu vực nông thôn. Tuy nhiên, tại Úc, chúng lại là loại được phép săn bắn hợp pháp và được chính phủ Úc khuyến khích tiêu diệt. Quần thể bò hoang dã ở Úc thường được gọi là Scrub Bulls. Chúng nổi tiếng ở miền Bắc Úc với cặp xương khổng lồ trên đầu và khối lượng cơ thể của chúng có thể lên tới 1.200 kg. Đây là loài gia súc hoang dã có nguồn gốc từ những con bò trốn thoát khỏi trang trại vào những ngày đầu định cư cách đây 100 năm. Các cuộc đi săn ở Scrub Bulls thường được diễn ra quanh năm và không bị giới hạn số lượng. Vì những con bò có kích thước lớn nên thợ săn thường tổ chức cuộc đi săn theo nhóm để đảm bảo an toàn. Vũ khí săn bò hoang chủ yếu được sử dụng là loại súng trường cỡ lớn, không chỉ có tầm bắn xa mà còn có cỡ nòng tốt, mạnh từ 308 trở lên. Khi bắn sẽ tạo ra lực lớn để có thể hạ gục một con bò khổng lồ. Những con bò hoang vốn dĩ có bản tính hung dữ và có nguy cơ gây ra mối nguy hiểm đối với con người. Do đó, để săn loài động vật này, nông dân Úc cần có kinh nghiệm và được hướng dẫn các kỹ năng đi săn. Bên cạnh đó, khoảng cách an toàn cũng cần được đảm bảo nếu bạn không muốn bị một con bò hoang tấn công. Cặp sừng của chúng có thể dài khoảng 35cm và rất sắc nhọn. Chúng hoàn toàn có thể tấn công thợ săn trước khi thợ săn kịp nổ súng. Khoảng cách an toàn khi đi săn bò được có thể từ 100 đến 150m, vị trí kín đáo và không có tiếng ồn. Khi nổ súng, thợ săn thường có xu hướng ngắm bắn vào đầu để hạ gục con bò hoang. Tuy nhiên, có thể ngắm bắn vào vị trí phổi sẽ dễ dàng tiêu diệt được con vật hơn. Ngoài phương pháp săn bắn, nông dân Úc còn bắt số lượng lớn bò hoang và thuần hóa chúng thành vật nuôi trang trại. Các trại chăn nuôi muốn giữ lại những con bò được chọn lọc để phục vụ cho các chương trình nhân giống được quản lý của họ. Bò được Scrub bị bắt thường là những con được mới trưởng thành và dễ dàng thuần hóa hơn. Để thuần hóa số lượng lớn bò hoang, nông dân Úc thường chuẩn bị những phương tiện cơ giới hóa như trực thăng để dồn chúng vào một điểm và những chiếc xe tải lớn sẽ bắt được những con bò một cách an toàn. Đối với nhiều người, đây là công việc hết sức nguy hiểm, nhưng với một số nông dân ở Bắc Úc thì đó là một công việc và đam mê. Thực chất công việc rất vất vả vì bò hoang không chỉ có số lượng lớn mà còn rất hung dữ. Theo báo cáo, đã có người bị thiệt mạng do bò hoang tấn công. Vì vậy, không phải bất kỳ ai cũng làm được công việc này. Mỗi ngày, có hàng nghìn con bò bị bắt giữ và đưa về trang trại. Theo thống kê, mỗi năm có khoảng 500.000 con bò hoang dã trở thành gia súc được quản lý bên trong trang trại. Vậy, quần thể bò hoang gây ra vấn đề gì khiến nông dân Úc phải kiểm soát chúng?
Quần thể bò hoang ngày càng gia tăng đã khiến các vùng đồng cỏ bị cạn kiệt, ảnh hưởng đến quá trình chăn thả đàn gia súc của người nông dân. Bò hoang trở thành loài cạnh tranh với đàn gia súc trang trại và nhiều loài ăn cỏ bản địa khác. Ngoài ra, quần thể bò hoang cũng được báo cáo là gây ra nhiều vấn đề như phá hoại mùa màng, ảnh hưởng đến quá trình thu hoạch nông sản của người nông dân. Đặc biệt, những cư dân sinh sống cạnh các khu vực hoang dã, họ thường gặp rắc rối với quần thể bò hoang khi chúng tấn công vào trang trại. Vì kích thước to lớn nên sức phá hoại của bò hoang tương đối nghiêm trọng. Chúng có thể giẫm đạp và phá hoại hàng trăm mẫu anh cây nông nghiệp và lương thực, khiến nông dân bị thiệt hại nặng nề. Không những vậy, bò hoang còn nguy hiểm khi tấn công con người và gia súc trong trang trại. Mỗi năm, có hơn 100 nông dân Úc bị thương khi bò hoang tấn công và đã có ghi nhận trường hợp bị tử vong. Bò hoang còn là nguyên nhân gây ra các vụ phá hoại hàng rào trong trang trại và ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế trong trang trại. Bò hoang hung dữ và nguy hiểm nên các chủ trang trại muốn kiểm soát và tiêu diệt chúng. Vì có kích thước lớn nên mỗi con bò hoang Úc có thể cung cấp hàng trăm kg thịt phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu. Những con bò hoang sau khi săn thường vận chuyển đến cơ sở chế biến. Tại đây, chúng thường được chế biến dưới dạng thịt lạ và đóng gói khác biệt so với đàn bò nuôi trong trang trại để người tiêu dùng có thể dễ dàng phân biệt được nguồn gốc của các sản phẩm thịt bò. Những năm gần đây, sản lượng xuất khẩu thịt bò ở Úc tăng trưởng nhanh, thị trường xuất khẩu chủ yếu sang các nước như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Hàn Quốc. Kim ngạch xuất khẩu thịt bò Úc đạt 17 tỷ USD mỗi năm và là một trong những hoạt động kinh tế chính của khu vực. Trong đó có một phần là các sản phẩm thịt lạ hay thịt thú rừng như thịt chuột túi, thịt lạc đà và thịt bò hoang dã. Chính vì vậy, các hoạt động săn bắt bò hoang không chỉ kiểm soát chúng mà còn phục vụ mục đích thương mại. Bạn có biết đất nước nào tiêu thụ nhiều thịt vịt nhất thế giới không? Đó chính là Trung Quốc, với số lượng lên tới 5,5 triệu tấn mỗi năm. Thịt vịt là nguồn thực phẩm phổ biến sau thịt lợn và thịt gà. Vậy, trang trại nuôi vịt ở Trung Quốc có quy mô như thế nào? Mời các bạn cùng chúng tôi khám phá nhé! Trang trại vịt tại Trung Quốc, món vịt quay Bắc Kinh. Người Trung Quốc đã biết ăn thịt vịt từ hơn 4.000 năm trước. Chúng cũng là một trong những vật nuôi quan trọng trong mỗi gia đình người nông dân. Chăn nuôi vịt được đánh giá là ít chi phí và ít rủi ro hơn các loài gia cầm khác. Có nhiều giống vịt được chăn nuôi tại Trung Quốc nhằm các mục đích nhằm thu hoạch trứng hay thịt, nhưng số lượng lớn nhất là giống vịt Bắc Kinh, chiếm tới 80% trong các trang trại. Ngành chăn nuôi vịt lấy thịt là ngành chăn nuôi vịt rất quan trọng ở Trung Quốc và hiện đã phát triển thành ngành trụ cột quan trọng ở một số vùng. Mỗi năm, đất nước này sản xuất khoảng 4 tỷ con vịt. Phần lớn các trang trại nuôi vịt ở Trung Quốc được xây dựng gần khu vực sông suối hoặc ao hồ và chăn nuôi theo hình thức bán tự nhiên. Chuồng nuôi vịt cần khu vực có địa hình rộng lớn và bằng phẳng, được thiết kế đơn giản. Một số trang trại thiết kế hàng rào bằng lưới để quây đàn vịt trong một khu vực nhất định mà không cần tốn kém chi phí xây dựng chuồng nuôi. Trong thời tiết nắng nóng, vịt còn có thể bơi lội dưới ao, hồ để giảm nhiệt độ và tăng sức đề kháng.
Khác với nhiều trang trại nuôi vịt thả rông, nông dân Trung Quốc thường vỗ béo vịt bằng các loại ngũ cốc như đậu nành, ngô, các chế phẩm nông nghiệp được chế biến thành dạng thức ăn viên hoặc dạng hỗn hợp để cung cấp cho vịt, giúp vịt tăng trọng lượng nhanh chóng sau khoảng 40 ngày nuôi dưỡng. Ngành chăn nuôi vịt tại Trung Quốc mang lại lợi nhuận lên tới hàng triệu USD cho đất nước này, giúp nhiều vùng nông thôn thoát nghèo. Sự phát triển nhanh chóng của chăn nuôi vịt thịt còn thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp chế biến sản phẩm khác, đồng thời cũng dẫn đến sự phát triển của ngành chế biến thức ăn chăn nuôi thượng nguồn, sản xuất thuốc thú y và vaccine, hay các dịch vụ chẩn đoán và điều trị cũng như các ngành công nghiệp khác. Ngoài giống vịt Bắc Kinh, nông dân Trung Quốc cũng nuôi một số giống vịt siêu đẻ để thu hoạch trứng. Các giống vịt này có kích thước nhỏ hơn vịt thịt nhưng năng suất thu hoạch trứng lại rất cao, hơn nhiều so với các giống gia cầm khác. Mỗi năm, người Trung Quốc tiêu thụ hàng trăm tỷ quả trứng, trong đó trứng gà là chủ yếu, sau đó là trứng vịt. Chất dinh dưỡng trong trứng vịt được đánh giá là cao hơn so với trứng gà, vì vậy nó cũng được ưu tiên sử dụng trong việc bảo vệ sức khỏe. Mỗi năm, người Trung Quốc tiêu thụ hơn 1 tỷ con vịt. Đáng ngạc nhiên, khu vực tiêu thụ thịt vịt nhiều nhất Trung Quốc chính là Nam Kinh. Thành phố này có dân số khoảng 8 triệu người, nhưng tiêu thụ tới 200 triệu con vịt mỗi năm. Như vậy, trung bình mỗi người dân ở thành phố này tiêu thụ tới 20 con vịt mỗi năm, cao hơn bất kỳ khu vực nào trên thế giới. Vậy, bạn có biết món ăn nào từ vịt nổi tiếng nhất Trung Quốc không? Đó chính là món vịt quay Bắc Kinh, được tất cả người dân Trung Quốc ưa chuộng. Mỗi năm, có khoảng 100 triệu con vịt bị giết thịt để chế biến thành món vịt quay Bắc Kinh. Món ăn này được phục vụ tại khắp các nhà hàng hay quán ăn từ sang trọng đến bình dân ở Trung Quốc.
Có nhiều phương pháp chế biến món vịt quay Bắc Kinh, nó cũng có nhiều hương vị khác nhau tùy theo khu vực và đầu bếp. Hương vị và đặc tính dinh dưỡng của thịt vịt được đánh giá cao ở Trung Quốc vào thời nhà Nguyên. Sau đó, chuyên gia dinh dưỡng phụ trách chế độ ăn của Hoàng đế đã phát hiện ra đặc tính độc đáo của vịt và bổ sung sản phẩm thơm ngon này vào chế độ ăn của gia đình. Được biết, dinh dưỡng hợp lý trong thịt vịt giúp duy trì vẻ đẹp tự nhiên và sự tươi trẻ của làn da. Các món ăn từ thịt vịt có thể làm bạn ngạc nhiên với những đặc tính siêu lợi ích của nó. Ở nhiều quốc gia, các nhà hàng đắt tiền mang đến cho du khách những món vịt thơm ngon và vịt nướng là món ăn chính trên bàn tiệc Giáng sinh. Người Trung Quốc thay thế vitamin bằng nước luộc vịt, nhờ đó họ duy trì được sức khỏe tốt cho đến tuổi già. Thịt vịt là chất chống oxy hóa mạnh như selen có tác dụng phá hủy các tế bào gốc tự do, gây lão hóa và hình thành khối u. Vitamin và axit tăng tốc độ trao đổi chất và ngăn ngừa sự tích tụ chất béo dư thừa. Khi tiêu thụ với liều lượng vừa phải, thịt vịt giúp thúc đẩy quá trình giảm cân. Thịt mềm nhất chứa các vitamin làm đẹp rất cần thiết cho da, tóc và móng. Vì vậy, việc sử dụng thịt vịt trong các bữa ăn với lượng vừa phải sẽ giúp cơ thể con người khỏe mạnh hơn. Theo bạn, các loài gia súc hoang dã có thể thuần hóa thành vật nuôi trong trang trại được không? Tất nhiên là có, bởi tại Úc và Mỹ là hai khu vực được ghi nhận có quần thể bò hoang dã được chăn nuôi lớn nhất thế giới. Vậy, hãy cùng khám phá các trang trại này để xem họ hoạt động như thế nào nhé! Khám phá trang trại nuôi bò hoang dã lớn nhất thế giới. Hiện nay tại Úc đang tồn tại quần thể gia súc hoang dã lớn nhất thế giới. Chúng bao gồm lạc đà, ngựa, trâu, bò và dê. Chúng gây ra ảnh hưởng lớn đối với nông nghiệp và hệ sinh thái tại những khu vực mà chúng sinh sống. Bò hoang có thể ảnh hưởng đến năng suất nông nghiệp do cạnh tranh thức ăn và nước uống với bò nhà. Chúng còn được cho là truyền bệnh và có thể gây ra vấn đề trong quá trình hoạt động kiểm soát dịch bệnh trên gia súc. Vì vậy, việc giải quyết quần thể bò hoang cũng được áp dụng nhiều biện pháp kiểm soát. Tuy nhiên, vừa không mấy hiệu quả lại tốn kém kinh tế. Do đó, những người nông dân Úc đã thực hiện các biện pháp thuần hóa bò hoang để biến chúng thành gia súc trang trại. Với biện pháp này, không chỉ hạn chế quần thể bò hoang gây hại mà giúp tăng số lượng đàn bò nuôi cho nông dân. Bên cạnh đó, nó còn đóng góp giá trị kinh tế lớn vào ngành công nghiệp thịt bò ở khu vực. Việc bắt bò hoang để thuần hóa chúng không phải là việc dễ dàng bởi chúng tương đối nguy hiểm. Nông dân Úc thường cưỡi ngựa và dùng dây thừng để bắt bò hoang. Nếu địa hình thuận lợi, có thể sử dụng ô tô làm phương tiện. Bắt và thuần hóa bò hoang dã không phải là công việc ngày nay mới thực hiện. Từ thế kỷ trước, những người Úc bản địa đã thực hiện các cuộc săn bắt bò hoang nhằm biến thành gia súc nuôi trong trang trại. Đến khi những người châu Âu sang định cư, họ mang thêm nhiều loài gia súc chất lượng hơn. Nhưng trong quá trình phát triển, nhiều gia súc được thả ra ngoài tự nhiên và chúng tiếp tục phát triển thành quần thể hoang dã trong nhiều thập kỷ. Đến hiện nay, các trang trại ở Bắc Úc đã thành công thuần hóa số lượng lớn bò hoang và nuôi chúng trong trang trại, mang lại hiệu quả kinh tế lớn.
Quá trình thuần hóa bò hoang thành gia súc trang trại cần những người nông dân có kinh nghiệm, bởi bò hoang rất hung dữ, chúng có thể tấn công con người và phá hủy trang trại. Vì vậy, nông dân không chỉ can đảm mà cần có kiên nhẫn khi tiếp xúc với những con vật này, tránh để chúng nổi nóng. Ban đầu, cần thả chúng vào những khu vực có hàng rào chắc chắn, cung cấp thức ăn và nước uống để bò có thể thích nghi trong môi trường mới. Theo thống kê, trên khắp nước Úc có khoảng 28 triệu con bò sinh sống trong hầu hết các trang trại, chủ yếu là những giống bò bản địa hoặc nhập khẩu con giống chất lượng cao. Bò hoang chiếm một phần nhỏ và chúng được chăn nuôi chủ yếu bằng hình thức chăn thả để chúng thích nghi dần dần với môi trường chăn nuôi. Những người nông dân Úc thường cưỡi ngựa trong những thời điểm chăn thả gia súc. Hàng nghìn con bò được chăn thả vào mỗi buổi sáng và trở về trang trại nghỉ ngơi vào buổi xế chiều. Bò là nguồn thu nhập chính của nông dân ở một số khu vực ở Úc. Ngoài ra, ngành chế biến thịt bò còn tạo việc làm cho hàng trăm nghìn người khắp đất nước. Bò hoang được thuần hóa có những ưu điểm hơn nhiều giống bò trang trại khác bởi chúng có khả năng thích nghi với những môi trường khắc nghiệt hơn. Khả năng khám bệnh cũng được đánh giá cao. Hơn nữa, chủ trang trại cũng tiết kiệm khoản chi phí chăn nuôi do bò chủ yếu ăn cỏ trong quá trình chăn thả. Chúng cũng được tiếp xúc với nguồn nước sạch trong tự nhiên. Khi đã thích nghi với hoàn cảnh chăn nuôi, nhất là sau những đợt sinh sản, những con bò con sẽ không khác gì so với các giống bò trang trại nuôi từ ban đầu. Ngày nay, Úc là một trong những quốc gia sản xuất thịt bò lớn nhất thế giới. Đặc biệt, những loại thịt bò chất lượng cao được đánh giá ngang bằng các loại thịt bò hào hạng ở Mỹ. Bạn có biết thương hiệu chế biến thịt bò lớn nhất ở Úc không? Ngày nay, JBS Foods Australia là công ty chế biến thực phẩm và thịt lớn nhất nước Úc. Quy trình vận hành các cơ sở chế biến và cơ sở chăn nuôi có giá trị gia tăng và sản xuất tiên tiến về công nghệ. Đồng thời, sở hữu nhà sản xuất hàng hóa nhỏ lớn nhất Australia. Việc vận hành cơ sở sản xuất cắt thịt và đóng hộp cũng đạt chất lượng cao hàng đầu. Thịt bò Úc cũng đạt tiêu chuẩn xuất khẩu cao và hiện nay các sản phẩm thịt bò Úc đã có mặt tại hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới. Là một trong những quốc gia có diện tích lãnh thổ lớn nhất thế giới, nước Nga có nền kinh tế chăn nuôi phát triển mạnh mẽ với hàng chục triệu con gia súc và hàng trăm nghìn trang trại lớn nhỏ khác nhau. Ngành chăn nuôi bò được chú trọng phát triển với mục đích thu hoạch thịt và sữa, với các trang trại quy mô lớn lên tới hàng chục nghìn con bò. Vậy ngày hôm nay, mời các bạn hãy cùng chúng tôi khám phá trang trại bò lớn nhất tại Nga nhé! Khám phá trang trại bò lớn nhất nước Nga.
Tại Nga có rất nhiều trang trại chăn nuôi bò theo mô hình hiện đại nhất với quy mô hàng chục nghìn hecta chuồng trại, áp dụng công nghệ chăn nuôi tiên tiến và hiện đại giúp nâng cao chất lượng sản phẩm thịt và sữa bò. Công việc chăm sóc đàn bò cho ăn, uống nước đều có thể áp dụng máy móc hiện đại, thậm chí robot tự động hóa thay cho con người. Điều này giúp chủ trang trại giảm chi phí thuê nhân công. Bên trong trang trại hiện đại còn đang xây dựng trung tâm nhân giống và di chuyển với khoảng 9.600 con bê. Điều này không chỉ giúp tăng năng suất và chất lượng cho đàn bò mà còn dễ dàng tham gia vào thị trường xuất khẩu bò, đáp ứng nhu cầu thị trường quốc tế. Để giảm chi phí chăn nuôi, nhiều trang trại xây dựng một nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi cho từng lứa tuổi của vật nuôi như bò trưởng thành, cho bò cái tơ và cho những con bê nhỏ nhất đều được tính toán đến nhu cầu của các con vật đang phát triển về các nguyên tố vi lượng, vitamin và protein. Thức ăn có chế độ dinh dưỡng, tiêu hóa phù hợp đối với từng lứa tuổi vật nuôi. Để giảm chi phí chăn nuôi, nhiều trang trại xây dựng một nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi cho từng lứa tuổi của vật nuôi như bò trưởng thành, cho bò cái tơ và cho những con bê nhỏ nhất đều được tính toán đến nhu cầu của các con vật đang phát triển về các nguyên tố vi lượng, vitamin và protein. Thức ăn có chế độ dinh dưỡng, tiêu hóa phù hợp đối với từng lứa tuổi vật nuôi. Ngoài thức ăn ủ chua hoặc thức ăn chuyên dụng, bò còn được cho ăn cỏ khô nhằm bổ sung chất xơ. Các trang trại thu hoạch cỏ khô từ nông trại và bảo quản trong nhà kho. Loại thức ăn này có thể cung cấp cho bò quanh năm. Ngoài thức ăn và nước uống, bò cần được đảm bảo môi trường sống sạch sẽ, chuồng trại phải được vệ sinh hàng ngày. Hệ thống xử lý chất thải phải được hoạt động tốt, đảm bảo môi trường sạch sẽ cho bò. Tất cả các phân trong chuồng được các thiết bị xử lý chất thải chế biến thành phân hữu cơ có lợi cho cây trồng. Một số trang trại sẽ sấy khô phân bò và đóng gói trở thành một sản phẩm buôn bán có giá trị đáng kể. Quả thật, các nông trại trồng trọt rất cần những sản phẩm phân hữu cơ này. Công việc vắt sữa cho bò tại các trang trại lớn ngày càng thay thế bằng máy móc. Các robot vắt sữa làm việc có thể thực hiện tới 150 lần vắt sữa mỗi ngày mà không cần sự trợ giúp của con người. Hơn nữa, còn có thể tiến hành kiểm tra độc lập chất lượng sữa và tình trạng chung của bò. Mọi chỉ số sức khỏe của những con bò và lượng sữa cung cấp đều được thể hiện qua các thiết bị kiểm tra sức khỏe. Từ đó, có thể chẩn đoán được tình trạng bò đang gặp vấn đề gì. Những trang trại bò sữa lớn có thể thu hoạch hàng trăm nghìn lít sữa mỗi ngày và chế biến thành nhiều sản phẩm từ sữa khác nhau. Mỗi năm, Nga sản xuất khoảng 32,2 triệu tấn sữa nguyên liệu, trong đó 22,07 triệu tấn phù hợp để chế biến làm nguyên liệu thô. Đồng thời, các doanh nghiệp Nga sản xuất 11,4 triệu tấn sản phẩm sữa nguyên chất, hàng trăm nghìn tấn format và bơ. Tất nhiên, các mặt hàng xuất khẩu không thể thiếu các sản phẩm từ sữa. Nga vẫn là quốc gia có nhiều sản phẩm sữa nhất, có quầy bán sữa lớn nhất trong các siêu thị và có mức tiêu thụ khá cao theo tiêu chuẩn thế giới.
Mỗi năm, người Nga tiêu thụ khoảng 5,7 triệu tấn sữa uống, 2,8 triệu tấn sản phẩm sữa lên men, hàng trăm nghìn tấn phô mát và các sản phẩm từ phô mát. Bò sữa khi được 4,5 đến 6 tuổi, chất lượng sẽ giảm đáng kể. Lúc này, bò sữa là nguồn cung cấp số lượng thịt lớn cho ngành công nghiệp chế biến thịt đỏ. Lúc này, chúng được vận chuyển đến các nhà máy chế biến thịt bò. Mỗi ngày, những nhà máy có thể chế biến hàng trăm con bò bằng dây chuyền hiện đại. Chúng được thực hiện quá trình giết mổ nhân đạo bằng cách trích điện không gây đau đớn. Sau đó, những con bò được treo lên các móc sắt để thực hiện quá trình phân tách ra. Đây là nguyên liệu không thể thiếu trong ngành may mặc. Da bò phải được tách cẩn thận, tránh bị hư hỏng. Sau đó là quá trình loại bỏ nội tạng và làm sạch. Các loại máy cắt thực hiện công việc phân tách các bộ phận thịt thành các miếng nhỏ trước khi được đóng gói. Mọi quy trình đều đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Thịt bò không chỉ cung cấp cho người tiêu dùng trong nước mà còn phục vụ nhu cầu xuất khẩu.